đi ra thu hoạch nạc. Đây là những cái gốc nạc đã trồng, đã đến thời kỳ thu hoạch. Nạc năm nay thì cũng không được tốt lắm đâu. Đấy, nhiều quả non. Tuy nhiên mới đẻ được những cái quả nạc như thế này này thì cả một vấn đề các bạn. Nó là như vậy. Nhổ lên nó còn như vậy đây.
Thank you.